Hello, chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình quay cái clip quay nho ghép nè các bạn. Đây trên đây là cái này chuẩn bị ghép. Ghép cái nho nho mẫu đơn nha các bạn. Còn dưới đây là chưa đây là ghép ấy. Đi xuống mấy cái anh thợ này. Đây là xuống mấy anh thợ thì men đây để quay cái anh thợ đi ăn kia mới hấp dẫn á, chứ trường đó anh thợ đó là anh thợ đặc biệt nhất trong đây á. Đó đây đây quay cái anh thợ chuyên nghiệp. Đây, để tôi quay cái anh thợ như đen đen này thử. Đây coi kìa, anh ghép này. Quay cái mặt chào một cái khán giả cho một cái thử anh thợ. đẹp trai mình đẹp trai mình đấy, như cái máy này giữ đâu bông được không các bạn xem. Đây quay các bạn xem năm mươi chào bạn một bữa bông à. Phải ráng không ạ? À? Chuyên nghiệp á, luôn. Có khen khen cũng làm kỹ nha, cho em Út nó nha, em trai. Làm phải kỹ chứ, làm phải kỹ mới sống. Đây các bạn xem. Làm kỹ là em kiện đó, giờ bữa lên không được là em kiện đó. Đây ghép nè, bên thợ này. Không biết anh mắc rồi mèo lấy lại không được. Người các bạn xem đó, thợ chuyên nghiệp nè, thợ chuyên nghiệp á, mấy chục năm trong nghề mới có mới có hai mấy tuổi mà có như mấy chục năm trong nghề, còn mà hai mấy tuổi sao có già vậy? Ủa lão mà chứ bao nhiêu tuổi rồi? Làm mấy đôi mà. Đó, lên clip cũng đẹp trai với bộ này đó, thấy không? Còn qua cái anh này cũng phải quay chừng anh thợ, chứ anh thợ này quay bút tước rồi những ba cái kênh kia này đó. Từ từ nha, ghét nhau ông anh đó, từ từ nha, đừng có vội gì anh nha. Cái chuyên nghiệp thế vậy giống như máy không. Bên kia à, bên kia à, nó mới cái clip nó ở bên cái ấy nó mới cậy nó mới ấy hơn, cũng hơi cao, ghép vô hơi cao vậy này ông xem. Hết lá hả? À giờ nó hết lá, hết lá hả? Nó lên nó để cái sắc lại mà mùi luôn á, cây đủ lá ở bên dưới. Cái ghép bên đơn giản không các bạn, không có gì khó đâu, chỉ chờ mình lòng không bền thôi. Cái nó sang cá hết rồi, xử lý rồi xong. Dặn thuốc rồi ta. Bữa nhắn anh xong ổng vô lấy. Rồi, các bạn thấy không? Nó ghép cũng đơn giản lắm các bạn. Có nhạc vô rồi mẹ nó. Có nhạc vô có xong. Đây có ai này nữa. Anh áo xanh xanh. Anh cháu xanh này. Ồ ghép lên tới nút bên kia luôn hả? À cái này nho ngón tay ha, ghép cái này ghép ngón tay ha. À ngón tay. Ồ ngón tay mình ghép 4 lô, ở dưới kia mấy lô út. Út đi 3 lô. À. Cái mục này chắc ngon nè, hả? Nó chắc mục nè. Này ghép vô chắc nó lên ngon. Chắc lửa mục được lấy mới đâu. Lúc bù vậy đó mà chúng đó lấy cũng được, mà giờ đó cũng được, lúc bù á đâu có lấy chưa bao nhiêu đó, đâu có bậy đâu. Cái mục này nó già mà con con giống mà dớ dớ nó già mà được mục dớ không nhiều thiếu không nhiều mà thiếu rồi lấy khác đúng không, bọc đám hơn nước cho đẹp đó các bạn. Mình đang thử quay chuyên nghiệp, quay quán hấp dẫn các bạn.
mới khen cái tí hèn nha, đứt liền, mới khen cái tí hèn nha liền không. Vô bị vô quả vô tay nghề nha các bạn. Thôi đó, đây mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.